Mến chào quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em đang nghe chuyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, Trần Chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả An Nguyễn với tựa đề Ác Phụ Giết Người Cướp Tình. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio, chúng ta hãy truy cập vào ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện, từ chuyện ma đến chuyện tâm lý xã hội, ngôn tình, chuyện trinh thám để phục vụ quý vị. Và còn ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng hãy đến với nội dung chi tiết câu chuyện ngày hôm nay qua sự diễn đọc của Trần Chiêu. Chị Kim, chị về rồi hả? Chị ăn gì chưa đó? Thanh vừa đỡ lấy bịch đồ trên tay Kim, vừa xông xáo hỏi. Kim tháo giày để gọn lên kệ. Cô thở một hơi nặng nhọc rồi quay sang hỏi Thanh. Anh Toàn đâu em? Hai anh em ăn cơm chưa? Dạ anh Toàn đang ở trên phòng á chị. Em với ảnh đợi chị về ăn chung. Trời ơi, cái anh này. Chị đã dặn là hai anh em ở nhà ăn cơm trước đi. Chị về muộn như vậy, chắc đói meo hết rồi đúng không? Thanh chưa kịp lên tiếng thì bụng cô đã kêu òn ọt thay cho câu trả lời. Thanh đặt mấy túi đồ lên bếp, nhìn Kim gãi gãi đầu cười. Dạ cũng đói, nhưng mà đói một xíu thôi à. Chị nên tắm rửa cho khỏe, để em hâm lại đồ ăn rồi mình ăn cơm chị hết. Kim không trả lời, chỉ mỉm cười gật đầu rồi đi thẳng lên phòng ở trên tầng. Mở cửa bước vào. Kim thấy Toàn một tay đang nghe điện thoại, tay còn lại đang ghi ghi chép chép gì đó. Được rồi, mai anh sẽ lên công ty xử lý sau, thế nhá. Toàn cúp vội điện thoại, tiến tới cầm áo khoác và túi cho Kim, không quên hôn lên trán cô một cái. Chuyện của Thi như thế nào rồi em? Kim ngồi phịch xuống giường, nói mà giọng như nghẹn ứ lại. Chuyện ầm ĩ lắm anh à. Nhưng may là cuối cùng bọn chúng cũng đã phải trả giá cho sự ác độc của mình. Em thương Thi lắm, nó là đứa con gái tốt. Người ta nói hồng nhan bạc mệnh quả không sai. Ai mà biết được, người nó đặt hết hy vọng lại là người đặt bút chấm hết cho cuộc đời nó như vậy chứ. Cuộc đời mà em, sao mà biết trước được chứ? Em thương nó một, giờ lại thấy thương hai bác dưới quê tới 10. Xuống đám tang nhìn hai bác khóc đến ngất lịm mà em đau xót lắm. Anh thấy thật có lỗi. Công việc nhiều quá, anh không sắp xếp được thời gian xuống Bạc Liêu tiễn Thi lần cuối cùng em được. Anh áy náy lắm. Kim xoa xoa tay Toàn, dù như nhớ ra gì đó cô liền nói. Em định sau 49 ngày của con Thi, em lại xuống Bạc Liêu một chuyến. Em muốn đón ba má Thi lên đây, coi sóc quản lý giùm em bên quán cơm không đồng. Anh thấy vậy có được không? Được chứ, như vậy thì quá tốt rồi. Anh chỉ dọn hai bác ở quê lâu, lại ngại trốn thị thành. Em nghĩ mình sẽ thuyết phục được, dù sao hai bác cũng thương em như con gái trong nhà. Toàn đưa tay xoa đầu Kim, mỉm cười. Cô gái này dù là trước đây hay bây giờ, đều luôn tốt bụng và yêu thương mọi người bằng tất cả những gì cô ấy có. Đó cũng là lý do mà anh phải lòng Kim, từ ngày mới là những cô cậu ngồi trên ghế nhà trường. Toàn và Kim là bạn từ cấp 3, cũng là mối tình đầu của nhau. Ngày ấy Kim là cô bí thư tài năng. Cô nổi tiếng khắp các trường trong huyện vì vừa xinh đẹp, học giỏi, lại có giọng hát trong trẻo, cao vút mà giọng nói ngọt như mía lùi. Kim là bí thư nên rất năng nổ và tham gia các hoạt động đoàn đội của lớp, của trường nên rất được thầy cô yêu quý và hàng tá các chàng trai xếp hàng mong được cô nhìn đến dù chỉ một lần. Ấy vậy mà một ngày đẹp trời vào năm lớp 12, cái tin Kim bí thư đồng ý hẹn hò với Toàn cổ lần, làm hầu hết tất cả mọi người đều sốc mà hét lên. Cái gì? Thằng Toàn lớp trưởng đeo kính dày như cái đít chai, lúc nào cũng ôm một chồng sách vở rồi cứ gầm mặt xuống đất mà đi ấy hả? À, đúng nó rồi đó. Cái thằng lù khù, vác cái lù mà chạy, vậy mà cô đổ được em Kim trưởng mình,
đẹp mà giỏi nứt đố đổ vách. Nghe đâu là vì một người lớp trưởng, một người bí thư hay tham gia họp hành gì đó về mấy cái hoạt động của tập thể lớp. Sau 3 năm thì mưa dầm thấm lâu đó. Mà công nhận tiếc ghê, kim đẹp vậy mà lọt vô tay cái thằng nhìn mà phát chán. Cả bọn học sinh bàn tán một lúc thì tặc lưỡi, lắc đầu rồi ai về lớp nấy để còn chuẩn bị cho tiết học sau. Cái tên Toàn cổ lần chết dí với Toàn từ năm học cấp 2, rồi được mấy đứa bạn cũ vác lên tận cấp 3 để gọi. Sở dĩ người ta gọi như vậy là vì Toàn học giỏi nhưng khá là nhút nhát, lúc nào cũng chỉ thấy anh cắm đầu vào sách vở, lại thêm cái tật nhát gái, cứ hễ nói chuyện với con gái là Toàn lại lúng túng, mặt đỏ tía tai. Lại nói đến chuyện Toàn cua được Kim, cô gái mà mọi chàng trai đều muốn theo đuổi. Một lần Kim đi họp bí thư trường về trễ, ngang qua vườn trường gần nhà thể chất thì thấy bóng ai quen quen. Kim đi nhẹ lại thì nhận ra là Toàn, lớp trưởng lớp cô. Toàn đó hả? Cậu còn làm gì ở đây giờ này? Tiết học kết thúc lâu rồi mà. Toàn giật mình quay lại, nhìn thấy Kim thì có chút ngại ngùng lắp bắp. Kim hả? Mình có chút việc. Ngay lúc đó chợt có một tiếng meo vang lên. Kim nghiêng người nhìn vào phía bụi cây. Một chú mèo con với bộ lông đen tuyền đang rụt rè chui ra. Ánh mắt nó nhìn Kim có chút thăm dò. Môn, ra đi, đừng sợ. Chị gái này là bạn anh, chị ấy không làm hại em đâu. Chú mèo như hiểu được lời Toàn nói. Nó không còn vẻ sợ sệt nữa mà tiến về phía dĩa thức ăn gần chân Toàn, ăn ngấu nghiến. Kim vui vẻ ngồi xuống ngay bên cạnh, nhìn chú mèo con rồi nhìn Toàn tủm tỉm cười. Việc của cậu là thằng nhóc đen thui này đấy hả? Toàn nghe Kim nói mà ngượng đỏ cả mặt, lại lắp bắp. Thật ra Môn là con gái đó. À, Môn là tên cậu đặt đó hả? Sao cậu lại nuôi nó ở đây? Môn là mèo hoang. Lần trước mình thấy nó bị người ta đuổi đánh vì kêu là mèo đen xui xẻo. Thì thường quá. Mà nhà mình ở chung cư, không cho nuôi động vật nên là mình đem nó vào trường, nuôi lén trong bụi cây này nè. Sao mà con người ta có thể ác như vậy chứ? Coi con nhỏ bé xíu vậy à? Rồi như nhớ ra điều gì, Kim chợt thốt lên. Hay là Toàn để Kim đem bé Môn về nhà Kim nuôi cho hen? Chứ Kim thấy để nó ở đây tội nghiệp quá à? Thật không? Thật chứ, Kim thương mèo lắm. Với lại nhà Kim cũng gần trường, ngày nào học xong Toàn ghé qua thăm bé Môn cũng tiện. Vậy thì tốt quá, cảm ơn Kim nhiều lắm. Vậy là từ đó mỗi lần tan học, Toàn đều lấy cớ ghé thăm bé Môn mà đèo Kim về. Kể từ ngày có mối bận tâm chung là con mèo Môn, tình cảm của đôi bạn trẻ ngày càng khăng khít. Mãi sau này khi đã yêu nhau được hơn 5 năm và tính đến chuyện kết hôn, Toàn vẫn hay hỏi Kim. Ngày xưa, sao em lại chịu quen anh vậy? Ngày đó biết bao người giỏi giang con nhà gia thế tán tỉnh em, mà em lại chọn yêu anh. Hồi đó, anh ngố muốn chết à? Kim chỉ cười, nắm lấy tay Toàn dịu dàng nói. Em không cần người giỏi giang hay giàu có gì hết á. Chàng trai mà em chọn phải là người có trái tim ấm áp, là người tạo cho em cảm giác tin tưởng, để em có thể nương tựa nửa đời về sau. Cảm ơn em. Anh nhất định sẽ khiến em trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế giới. Nhất định sẽ không bao giờ làm em khóc, không bao giờ khiến em phải thất vọng và hối hận về sự lựa chọn của mình. Thời gian đúng là chẳng chờ đợi ai. Mới ngày nào còn là cô cậu học trò mà bây giờ họ đã cùng nhau trải qua 5 năm yêu đương, 5 năm vợ chồng. Những tưởng lời thề non hẹn biển năm ấy sẽ luôn thành Toàn cho đôi bạn trẻ. Ấy vậy mà kết hôn 4 năm, Toàn và Kim vẫn chưa có con. Dù cả hai vẫn rất yêu thương nhau, nhưng không tránh khỏi những lúc buồn tủi về sự trống vắng trong chính ngôi nhà của mình. Dù đã đi khám nhưng kết quả trả về rằng sức khỏe của hai người vẫn rất tốt, chỉ là thể trạng của Kim có hơi suy nhược, cần ăn uống tầm bổ thật tốt. Nghe thì dễ dàng đến thế ấy vậy mà 4 năm qua, vợ chồng hai người vẫn chưa có tin vui. Bệnh thì cầu tứ phương, Kim không chỉ chú trọng ăn uống rèn luyện sức khỏe mà cô còn đi chùa cúng Phật, phát tâm thiện nguyện quyên góp cho cô nhi viện, đến chăm sóc cho các cụ già neo đơn,
quản lý quán cơm không đồng và Kim còn có hẳn một nhóm chuyên phát đồ ăn từ thiện. Nhóm của cô một tháng phát đều đặn 4 ngày chủ nhật tại các bệnh viện lớn trong thành phố. Và trong một buổi phát cơm, Kim đã gặp Thanh. Mày đứng lại đó cho tao. Mẹ mày, cái thứ ăn trộm ăn cướp. Tiếng chửi rủa của một người đàn ông nào đó làm cho hết thảy tất cả mọi người đều ngó quanh tìm kiếm. Thế động Kim liền hỏi một cô bé đang đứng phát cơm cùng cô gần đó. Có chuyện gì đấy em? Dạ không biết con bé kia lấy trộm của ông ta cái gì mà ông rượt đánh con nhỏ túi bụi bên kia kìa chị. Kim ngó theo hướng tay con bé chỉ thì thấy một người đàn ông cao to bặm trợn đang không ngừng quất tới tấp cái cán chổi và một cô gái đang nằm co dưới đường. Vốn với bản tính thiện lương, Kim không thể nào đứng yên mà nhìn, liền đi nhanh tới, giằn mạnh cây chổi từ tay người đàn ông kia. Này, dừng tay lại đi. Có chuyện gì thì từ từ nói, sao lại ra tay đánh người tàn nhẫn như vậy chứ? Cô là ai vậy hả? Cô là ai mà xen vào chuyện của tôi? Vậy ông là ai mà có quyền đánh cô ấy sang nông nỗi này? Kim vừa nói vừa đỡ cô gái dậy, phủi bụi khỏi tay chân quần áo cho cô ta, rồi nhẹ giọng hỏi. Có sao không em? Có bị thương nặng chỗ nào không? Cô gái khẽ lắc đầu rồi lùi về, đứng nép phía sau, ôm lấy tay Kim. Kim biết là cô ấy đang sợ người đàn ông trước mặt nên vỗ vỗ tay cô ta an ủi. Không sao đâu, có chị ở đây rồi. Người đàn ông vừa chứng kiến một màn mỹ nhân cứu ăn mày trước mặt thì có hơi chứng mắt liền gắt lên. Này cô gái, con danh kia nó ăn trộm đồ ở quán tôi. Tôi chưa đem nó lên công an là may lắm rồi. Đánh nó vài cái thì có làm sao chứ? Cô ấy ăn trộm đồ của ông. Nếu món đồ đó có giá trị thì ông có thể báo công an. Cớ sao ông lại dám đánh người? Tôi có thể kiện ông về tội hành hung người khác đó. Ôi trời ơi, cô nói chuyện có lý lẽ chút được không? Là cô ta ăn trộm đồ của tôi mà giờ tôi lại bị kiện ngược lẽ hả? Mặc cười quá à? Kim không muốn đôi co với gã đàn ông chợ bố này. Cô quay sang hỏi cô gái. Em ăn trộm gì của ông ta? Cô gái có chút lúng túng, im lặng không trả lời. Kim nhìn về cánh tay phải của cô gái đang giấu phía sau lưng, dỗ dành. Em có lỡ lấy gì của ông ta thì trả lại đi. Chị giúp em xin lỗi. Ông ấy sẽ không đánh em nữa đâu. Em tin chị đi. Ngoan nha. Cô gái nọ nhìn Kim một lúc, khẽ gật đầu rồi chìa cánh tay ra trước. Kim tròn mắt, trong tay cô gái đang cầm một chiếc bánh bao. Là cái này sao? Em ăn cắp bánh bao của ông ấy. Cô gái lại gật đầu, nhưng lần này không im lặng nữa mà cô ta thều thào nói. Em đói quá, nên em mới. Kim nhìn cô gái mà lòng dâng lên một nỗi chua xót cùng cực. Thương cô ấy bao nhiêu, Kim lại phẫn nộ gã đàn ông trước mặt bấy nhiêu. Chỉ có một cái bánh bao, có cần phải đánh người ta đến mức như vậy không? Ôi trời, một cái bánh bao không phải là tiền hay gì? Được, tôi thay cô ấy trả tiền cho ông. Kim rút lấy tiền, cầm tờ 500 ngàn trên tay, thái độ ông ta liền trở nên vui vẻ, hòa nhã, cười cười rồi xua tay bỏ đi. Xem như hôm nay, mày gặp may đó. Thanh mở mắt thì phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng vô cùng sang trọng. Thấy cô đang định gượng ngồi dậy, Kim đã chạy tới đỡ lấy. Em tỉnh rồi hả? Em thấy trong người thế nào rồi? Ở đây là đâu vậy chị? Đây là nhà chị. Hồi nãy em bị ngất nên chị đưa em về nhà. Em đỡ hơn chút nào chưa? Dạ em đỡ nhiều rồi. Em làm phiền chị quá. Kim mỉm cười đưa Thanh ly nước ấm ân cần hỏi thăm. Em cứ nghỉ ngơi đi. Tí nữa dàn cơm với chị. Khỏe tí rồi chị đưa em về. Mà nhà em ở đâu? Nghe Kim hỏi, Thanh chỉ im lặng cúi đầu. Giờ không biết từ lúc nào nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt khắc khổ của cô. Em sao vậy? Nãy giờ chị có hỏi gì không phải? Em đừng buồn chị nha. Thanh lắc đầu, đưa tay quẹt vài đường trên mặt cho bớt lấm lem, rồi nức nở. Dạ không, chị là ân nhân của em. Em làm sao dám giận chị? Chỉ là em khổ lắm chị ơi. Thanh ôm lấy Kim tức tưởi khóc. Kim đưa tay vuốt lại mái tóc lòa xòa của Thanh rồi nghe cô kể về câu chuyện cuộc đời mình. Hóa ra Thanh không có cha
mẹ cô là gái bán hoa nên đến lúc phát hiện có thai thì cũng không biết phải ăn vạ người nào. May sao bà ta vẫn quyết định giữ và sinh cô ra. Dù cho cuộc sống tương lai của Thanh là chuỗi ngày sống trong địa ngục. Sau khi sinh Thanh, bà ta cũng đã thuộc dạng quá lứa nên chẳng còn mấy khách chịu chi tiền. Ấy vậy mà một thời gian sau, bà dẫn Thanh, lúc đó là cô bé 3 tuổi, đến một căn nhà chòi sập sệ ven sông của một người đàn ông lạ. Và từ đó Thanh có một lão trà dược từ trên trời rơi xuống. Những tưởng từ giờ Thanh sẽ có một mái ấm trọn vẹn, nhưng cuộc đời vẫn chưa ngưng vùi dập cô. Thanh từ bé luôn sống như một cái gai trong mắt bà Hoa, mẹ cô. Vì sinh cô nên bà ta đã phải dùng hết sạch số tiền dành dụm trong suốt những tháng năm buôn phấn bán hương của mình. Nói cho oai là thế, chứ thực ra cũng chả được bao nhiêu. Làm được 10 đồng, bà ta đã chi hết 8 đồng để đầu tư cho nhan sắc, lấy lỗ làm lãi. Thứ bà ta cần là một cái cớ để trút giận, và bà chọn xả hết vào Thanh. Thanh sống trong sự ghẻ lạnh của cha dượng và những câu chửi rủa như xối ấy mỗi ngày, suốt 18 năm trời. Năm Thanh lên 18, cái độ tuổi thanh xuân tươi đẹp dạng người của đời người, Thanh cũng như những người con gái khác, dậy thì và trổ mã xinh đẹp biết bao nhiêu. Cũng kể từ đó Thanh luôn cảm thấy ánh mắt của người cha dượng nhìn cô không còn như xưa nữa, mà ẩn trong đó có chút gọi là khao khát thèm thuồng. Không biết từ bao giờ ông ta đối xử dịu dàng với cô hơn, cũng khuyên can mỗi lần cô bị bà Hoa mắng chửi. Cứ ngỡ lớn tuổi con người ta sẽ sống tử tế hơn, ấy vậy mà. Và một ngày, bà Hoa sang bên kia sông đánh bài với mấy bà bạn từ sớm. Thanh đang nằm trong phòng thiêu thiêu ngủ, thì chợt cô cảm thấy có một bàn tay đang vòng qua eo, luồn vào bên trong áo rồi lần mò, sờ soạng khắp cơ thể cô. Thanh giật mình quay lại, thì một bàn tay khác đã bịt chặt miệng cô. Cô hoảng hốt nhận ra kẻ đang đè nghiến phía trên mình chính là lão cha dượng khốn nạn. Ngoan nào, chịu dựng một tí đi Thanh, dưỡng thương. Thanh giãy giụa, cố thoát thân, nhưng tiếc là sức của một cô gái mới lớn như cô làm sao đấu lại một người trung niên lực điền như gã. Lần lượt là cái áo bị xé rách bươm, rồi đến chiếc quần cũng bị kéo quá đầu gối. Thanh bất lực đón nhận từng cơn đau thúc mạnh vào thân dưới. Cô chỉ biết nằm im cắn chặt môi đến tóe máu. Sau lần đó, cứ mỗi lần bà Hoa vắng nhà, lão cha dượng khốn nạn lại đem thân xác Thanh ra mà giày vò. Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Một ngày kia, trong lúc gã ta đang như con thú hoang cưỡi trên người Thanh, thì bị bà Hoa về bắt gặp. Trong đầu Thanh lóe lên một chút hy vọng. Cô hy vọng mẹ sẽ nhận ra gã chồng khốn nạn của mình đã làm những chuyện kinh khủng gì với cô. Ấy vậy mà Thanh chưa kịp vui mừng đã nhận ngay một cái tát như trời giáng vào mặt. Bà Hoa đẩy mạnh gã chồng ra, lao đến nắm lấy tóc Thanh rồi vả vào mặt cô bôm bốp. Cái con đĩ này, mày còn dám cướp luôn cả chồng bà. Thứ mất dạy, còn đĩ mất dạy. Tao cho mày chết, cho mày chết. Sau mỗi câu cho mày chết lại là một cái tát được giáng xuống. Thanh buông thõng người, không chống cự. Cô gục ngã thật rồi, chả còn gì nữa cả. Kim sụt sùi lau nước mắt cho Thanh rồi ôm lấy cô an ủi. Em quyết định bỏ đi là sáng suốt đó. Thật may vì em đã không nghĩ quẩn. Có chứ. Trước khi quyết định rời bỏ cái địa ngục trần gian nơi đó, em đã nghĩ mình mất tất cả rồi. Giờ có chết cũng không còn gì níu kéo được nữa. Nhưng có lẽ là số em chưa tận chị ơi. Em bỏ nhà lang thang, đến được nơi này, được gặp chị, em thấy em vẫn còn may mắn lắm. Kim cười hiền, nắm chặt lấy tay Thanh. Cô gái bé nhỏ này sao mà lận đận, mà đáng thương quá. Hay là như này đi, em ở lại đây với chị đi. Nhà này chỉ có chị và chồng chị thôi. Thú thật với em là hai chị cũng bận nhiều việc nên cần người dọn dẹp nấu ăn và chăm sóc nhà cửa. Em ở lại đi giúp chị nhé. Thanh mở to mắt ngồi bật dậy. Chị nói thật hả chị? Chị cho em ở lại với chị hả chị? Thật chứ, chồng chị đi làm cả ngày, còn chị thì bận rộn hết việc này đến việc kia bên hội từ thiện á. Nên thực sự là rất cần một người thật thà,
ở lại để giúp chị làm việc nhà này. Mà em có biết nấu ăn không? Dạ biết. Em biết chứ. Được rồi, vậy để chiều nay anh Toàn chồng chị hãy đi làm về, chị nói lại với ảnh rồi cho hai anh em gặp nhau nha. Em ở đây thì tí nữa xuống dọn lại cái phòng ở tầng dưới. Từ giờ phòng đó là của em. Mai chị đưa em đi sắm ít đồ cá nhân. Bỏ nhà đi bụi chắc có tấm thân không à, đúng không? Thanh cười ngượng gãi gãi đầu. Chị tốt với em quá. Chị thương em còn hơn cả mẹ em luôn á. Nhưng mà em không có tiền. Để em làm trả công trả ơn cho chị nghe chị. Kim cốc đầu Thanh một cái cười to. Trời ơi con nhỏ này. Chị cho em ứng lương mua quần áo đồ dùng. Đừng có ngại. Mỗi tháng chị trả em 6 triệu được không? Ăn ở chị lo hết. Chị ơi, ơn đức của chị. Em làm cả đời em trả còn không hết. Chị cho bao nhiêu em lấy bấy nhiêu à? Em mang ơn chị lắm. Em không đòi hỏi gì đâu chị. Không có được. Em làm việc thì phải nhận lại tiền cho đáng với công sức của mình chứ. Em mới ở quê lên, còn nhiều cách chưa biết. Có gì cứ hỏi chị. Chị xem em như em gái, nên em cứ thoải mái nha. Kim tốt bụng là thế, nhiệt tình là thế. Nhưng cô đâu biết được rằng lòng tốt của cô trong lúc này sẽ mang đến cho gia đình cô một tai ương khủng khiếp. Chiều hôm ấy Toàn vừa về đã thấy một cô gái lạ mở cổng cho anh, chứ không phải Kim như mọi khi. Anh nhìn cô gái, chau mày hỏi. Cô là ai vậy? Sao lại ở trong nhà tôi? Dạ ông chủ, em là giúp việc mới, chị Kim vừa nhận em vào làm hôm nay ạ. Toàn nhìn qua Thanh một lượt, không nói gì thêm mà đi thẳng vào nhà. Anh thấy Kim đang lối húi trong bếp, liền đặt chiếc cặp táp xuống bàn ăn, vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau. Kim quay mặt sang Toàn, khẽ cười hiền hỏi han. Anh về rồi hả? Công việc hôm nay như thế nào hả anh? Mấy lô hàng có chút vấn đề, nhưng anh đã họp với các bộ phận xử lý kịp thời, nên không sao nữa em ạ. Vậy thì tốt rồi. Mới này cứ thấy anh thức khuya rầu rĩ mà em cũng lo. Anh xin lỗi, đã làm vợ lo nha. Rồi như nhớ ra gì đó, Toàn buông eo Kim ra, vừa sắn tay áo giúp cô rửa rau vừa hỏi. Em tuyển giúp việc được à? Nãy anh thấy cô con bé người lạ ở trong nhà mình. À, bé Thanh đó anh. Con bé ở quê lên, chưa có việc làm. Mà dạo này công việc của em cũng bận nên em bảo con bé về phụ việc nhà. Em gặp con bé ở đâu? Đã tìm hiểu kỹ rồi đó. Rồi rồi, con bé nó còn nhỏ mà gia cảnh đáng thương lắm. Từ nay cho nó ở lại với vợ chồng mình nha anh. Toàn thở hắt ra một hơi rồi mỉm cười gật đầu. Anh hiểu tính Kim mà. Cô ấy đã quyết thì khó mà thay đổi được. Chưa kể là về mấy chuyện giúp người như thế này, Kim càng kiên định hơn rất nhiều. Toàn luôn ủng hộ Kim trên mọi phương diện, nhưng anh biết đôi khi lòng tốt của cô sẽ bị người khác lợi dụng. Những lúc bị lừa, Kim luôn nói, thôi kệ đi anh, người ta lừa mình thì người ta mang nghiệp, còn mình giúp được ai thì mình tự tích đức cho bản thân mình thôi. Kim đã quá ngây thơ giữa một cuộc đời đầy dẫy cạm bẫy này rồi, nhưng cũng vì bản tính như thế càng làm Toàn cảm thấy nhất định phải bảo vệ Kim tốt hơn. Thế là từ ấy gia đình Toàn có thêm một thành viên mới, đó là Thanh. Thanh tuy mang tiếng là giúp việc trong nhà, nhưng Kim và Toàn luôn xem cô như là em gái, nhất là Kim. Cô chưa bao giờ nặng lời với Thanh, công việc trong nhà cũng vô cùng nhẹ nhàng. Mỗi sáng Thanh thức dậy sớm nấu đồ ăn sáng. Sau khi Toàn và Kim đi làm thì cô chỉ rửa chén, giặt đồ, dọn nhà. Nói thì có vẻ là nhiều việc, nhưng vì Toàn là giám đốc công ty đồ gia dụng thông minh, nên ở nhà anh hầu hết tất cả đều do máy móc làm việc là chính. Từ máy giặt, máy rửa chén, robot hút bụi và lau sàn, đến cả đèn, điều hòa, rèm cửa nhà anh cũng đều là điều khiển bằng giọng nói. Nên thật không ngoa khi nói công việc chính của Thanh trong nhà chỉ đơn giản là đi chợ, nấu ăn. Ấy là còn chưa kể mỗi chiều đi làm về, Kim đều phụ Thanh làm việc. Hôm thì nhặt rau, hôm thì cắt nem, cắt chả. Kim chưa bao giờ tỏ vẻ mình là bà chủ của Thanh mà đứng chỉ tay năm ngón rồi sai biểu người khác làm. Những ngày đầu Toàn có nói bóng nói gió, ý muốn Kim để việc cho Thanh làm. Nhưng Kim vẫn chứng nào tật đấy, thấy việc là lao vào phụ, hễ nói đến cô lại cười. Có gì đâu anh, có tí việc ấy mà, anh cứ để em phụ con bé, chị
chị em trong nhà cả. Lúc đầu Toàn không thích Thanh lắm vì anh không thích có người lạ ở trong nhà. Nhưng sau một thời gian sống cùng, Toàn nhận thấy Thanh cũng dễ mến. Con bé ngoan ngoãn, hiền lành, hơn nữa lại rất thân với Kim. Cả hai cứ tíu tít cùng nhau cả ngày. Từ ngày có Thanh, Kim trở nên vui vẻ và yêu đời hẳn. Kim vốn dĩ là con một trong nhà, nên từ lâu cô đã rất mong muốn mình có chị em để cùng tâm sự, chia sẻ về cuộc sống thường ngày. Bây giờ có Thanh, ước mong của cô xem như đã thành hiện thực. Cuộc sống cứ thế mà trôi qua từng ngày. Sau gần một năm ngày mất của Thi, cuối cùng Kim cũng đã thuyết phục được ba má Thi lên Sài Gòn giúp cô quản lý quán cơm không đồng. Nhờ có Kim mà ông bà cũng nguôi ngoai được nỗi đau mất con, lại còn có tiền bạc dư giả để dưỡng già sau này. Kim cũng đã nghỉ việc, một phần vì cô muốn tập trung cho các hoạt động thiện nguyện của mình. Một phần vì ở lại công ty sẽ khiến cô nhớ đến Thi mà không thể ngưng đau lòng được. Là vợ của một giám đốc trẻ nên dù đã nghỉ việc thì cuộc sống của vợ chồng Kim vẫn luôn đủ đầy. Toàn hay nói tất cả thành công trong cuộc đời anh đều là do Kim mang lại, nên anh chả thích với cô thứ gì. Anh luôn ủng hộ vợ hết mực, dù là tinh thần hay vật chất. Rồi một hôm khi Toàn vừa về đến nhà, Kim đã kéo anh vào phòng. Toàn nhìn Kim đang nắm lấy tay anh, mặt cô hơi ửng đỏ ấp úng. Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Toàn nhìn Kim khẽ hỏi. Có chuyện gì em nói đi, em làm anh lo quá. Em ốm đấy à? Anh thấy mặt em hơi đỏ. Không, không phải. Kim xua tay, rồi vội quay về phía tủ đầu giường, lấy ra một vật từ trong ngăn kéo đưa cho Toàn. Toàn cầm lấy vật đó. Trên gương mặt anh từ tò mò lo lắng rồi chợt cơ mặt giãn ra, hai mắt mở to, miệng cười ngoác đến tận mang tai. Em có thai rồi, em có thai rồi sao? Nhìn thấy Kim e thẹn gật đầu, Toàn như phát điên mà nhảy cẫng lên, chạy khắp nhà hò hét. Có thai rồi, vợ tôi có thai rồi, tôi sắp được làm cha rồi. Chạy vừa đủ một vòng từ trong nhà ra ngoài cổng, Toàn lại trở vào trong ôm Kim nhấc bổng lên, quay liên tục mấy vòng, vừa quay vừa hú hét, đến khi Kim khẽ vỗ vào vai anh mắng yêu. Kìa anh, em đang có thai. Anh quên mất, anh vui quá. Lúc này Thanh cũng từ bếp đi lên, vào đưa cho Kim ly sữa ấm, vừa nói. Anh Toàn ánh mừng là đúng, chị đừng trách anh làm chi mà tội nghiệp. Em nghe tin em còn mừng rớt nước mắt đây nè. Chị ngồi xuống uống sữa đi chị. Toàn đỡ Kim ngồi xuống ghế, nâng ly sữa lên cho cô, tay còn lại xoa xoa bụng Kim. Em bé được mấy tháng rồi em? Là trai hay gái? À không, trai hay gái gì cũng được hết. Anh từ từ đã, em bị trễ cả tháng rồi, nhưng chị nghĩ là do em bị căng thẳng lo âu nên nó ảnh hưởng thôi. Chiều nay em về sớm và bếp thấy bé Thanh nó đang nấu món cá om dưa, cái món mà thường ngày em rất thích. Nhưng mà nãy em ngửi mùi là thấy mắc ói. Thế vậy Thanh nó mới chạy đi mua cho em cái que thử. Thì anh cũng thấy rồi đó, hai vạch đỏ chót. Em đợi anh về là em khoe anh liền, chứ em làm gì đã biết chính xác mấy tháng, với lại là trai hay gái đâu. Anh vui quá nên hồ đồ mất. Để mai anh xin nghỉ, anh đưa em đi khám nha. Kim gật đầu nhìn anh cười thật hiền. Sau bao tháng năm dài đằng đẵng chờ đợi, cuối cùng tin vui cũng đến với gia đình cô. Cô và anh đã mong chờ đứa bé này từ rất lâu rồi. Thật may mắn khi nó đã đến. Dù có hơi muộn nhưng vợ chồng cô vẫn rất biết ơn và mong chờ đứa bé từng ngày. Từ khi có thai, Toàn chăm sóc Kim từng ly từng tí, không để cho cô làm bất cứ việc gì dù là nhỏ nhặt nhất. Mỗi ngày trước khi đi làm, anh đều dặn Thanh rất kỹ rằng phải chăm Kim như thế nào, cho Kim ăn uống ra sao. Đặc biệt dặn dò Thanh không để Kim phải làm gì động đến móng tay, kể cả việc tự đi lấy nước. Cô là ai? Là ai vậy hả? Chị Kim. Chị Kim. Kim giật mình tỉnh dậy, thấy mình vừa mới ngủ quên trên sofa, bên cạnh là Thanh đang lay lay người mình. Chị ngủ quên hả? Dạ, chị mơ thấy gì hả? Em nghe chị cứ ú ớ cái gì đó. À không, không có gì đâu. Kim hơi thừa người, ngồi dựa vào ghế, tay xoa xoa chiếc bụng bầu.
Dạo gần đây mỗi khi ngủ, Kim rất hay nghe có tiếng một người con gái thì thầm bên tai. Kim không thấy được dáng vẻ cô ta, chỉ nghe thấy giọng có chút quen, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra được. Có điều cô ta cứ thì thầm nhắc cô phải cẩn thận, cẩn thận. Là cẩn thận gì? Dù biết mình chỉ đang mơ, nhưng giấc mơ cứ lặp đi lặp lại như vậy khiến Kim thấy bất an lắm. Kim nhìn chiếc bụng đã 7 tháng của mình, nói vọng vào bếp với Thanh. Nãy anh Toàn dặn em nấu món gì cho chị đó Thanh? Dạ, cháo cá chép, canh giò heo, hầm đu đủ đó chị. Kim chép miệng bĩu môi. Anh Toàn ánh mắt chị ăn mấy món này miết, chị ngán tới cổ rồi nè. Em lén nấu món gì khác cho chị ăn được không? Dạ không được đâu chị ơi, anh Toàn mà biết ảnh la em chết. Giết rồi không biết em theo phe ai luôn đó, chị mới là người đem em về đây đó nha. Dạ em không có theo phe ai hết, em thấy chuyện gì tốt cho chị thì em làm thôi à. Mà chị ráng ăn đi, em thấy mấy món này tốt cho bà bầu thiệt đó chị. Chị ráng thêm 2 tháng nữa đón em bé, rồi ở cữ mấy tháng nữa là được à chị. Kim bước qua bàn ăn, nhìn các món ăn đã được dọn sẵn mà thở dài. Thôi, em pha cho chị ly sữa, còn đồ ăn cứ để đó, tí chị ăn sau nha. Ồ, chị mệt hả? Chị ăn một miếng đi cho có sức, rồi em pha sữa sau nghe. Thôi, em pha sữa đi, chị uống xong thì lên phòng nằm một tí, bầu sắp đẻ nên đau lưng quá. Thanh thấy vậy thì nhanh tay đi pha cho Kim ly sữa ấm. Kim uống sữa xong thì thấy có chút buồn ngủ, liền đứng dậy định đi lên phòng thì Thanh cản lại. Chị từ từ, đợi xíu em rửa tay xong em đỡ chị lên. Thôi, chị tự đi được mà. Em dọn đồ ăn vô tủ lạnh giùm chị. Khi nào chị muốn ăn chị nhờ em hâm lại giùm chị sau. Nói rồi Kim khệ nệ, một tay chống lưng, một tay bám vào thanh vịn cầu thang mà vất vả đi lên từng bậc. Được nửa đường, bỗng nhiên cô thấy chân tay mình mềm nhũn đi, mắt cô tối sầm lại. Cô cảm giác chân mình hững đi một nhịp, rồi trước mặt chỉ còn lại một màn đen mờ mịt. Kim mở mắt, đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Bên cạnh là Thanh với đôi mắt sưng húp. Thanh thấy Kim tỉnh dậy thì chạy vội đi tìm Toàn. Toàn bước vào, thất thểu như một cái xác tiến tới bên giường, ngồi xuống cạnh Kim. Anh! Có chuyện gì vậy? Sao em lại ở đây? Con... Kim đưa tay sờ xuống chiếc bụng phẳng lì của mình, hoảng loạn gào thét. Con đâu? Con em đâu? Anh Toàn! Con chúng ta! Toàn nắm chặt tay Kim, ghì cô xuống, mắt anh long lên đỏ hoe, gằn từng tiếng khó nhọc. Em bình tĩnh, nghe anh nói. Em té cầu thang, con chúng ta không giữ được. Không! Không thể nào, anh lừa em. Còn em đâu, trả con lại cho em. Trả con lại cho em. Kim la hét trong điên cuồng. Cô quẫy đạp, giật phăng ống kim chuyển nước khỏi cổ tay, rồi quơ quào, đập phá hết tất cả những gì mà cô vớ tới được. Một cái tát chát chúa giáng xuống. Kim ngồi ngẩn người, như không tin vào những gì đang diễn ra. Toàn vừa tát cô sao? Em bình tĩnh lại đi được không? Em kêu gào cái gì chứ? Em làm mất con, người đau khổ nhất là anh đây. Mấy ngày qua con mất, em thì nhập viện. Em có biết anh đã tuyệt vọng đến như thế nào không? Vậy mà vừa tỉnh dậy, em đã làm loạn hết cả lên. Không phải là do em không cẩn thận nên mới không giữ được con hay sao? Thanh kéo tay Toàn đi ra ngoài, bỏ lại Kim với nỗi đau như xé ruột gan. Từ ngày Kim sảy thai, Toàn như biến thành một con người khác. Anh đắm mình trong bia rượu và những cuộc vui thâu đêm suốt sáng cùng bạn bè. Anh không còn là Toàn, là một người chồng mẫu mực yêu thương Kim như trước kia nữa. Kim không trách anh nhưng cô cũng đau đớn không kém. Cô chỉ biết một mình chịu đựng mà không than oán nửa lời. Suốt khoảng thời gian đó, nhờ có Thanh mà Kim đã khá hơn rất nhiều. Ít nhất là cô không còn nghĩ đến cái chết nữa. Kim đang ngồi trong phòng làm việc. Từ ngày ấy đến nay đã hơn 3 tháng. Từ cái ngày đứa con đáng thương của cô không thể chào đời. Từ cái ngày Kim nhận được hung tin rằng mình không còn khả năng làm mẹ. Sau khoảng thời gian đau buồn đến cùng cực, cô lập tức lao đầu vào công việc. Chỉ có tập trung vào công việc mới khiến cô có thể nguôi ngoai đi phần nào vết thương lòng vẫn đang rỉ máu này. Kim đang soạn một số hợp đồng nhập gạo để chuẩn bị đi phát từ thiện. Thì đột nhiên
màn hình laptop tắt ngấm. Kim di di chuột, đập đập bàn phím nhưng nó vẫn không sáng đèn. Đang loay hoay chưa biết phải làm gì, thì đột nhiên gió ở đâu lùa tới lạnh toát sống lưng. Kim trợn tròn mắt, ngồi im bất động khi phản chiếu qua màn hình laptop. Cô nhìn thấy một thân ảnh mờ mờ đang áp sát ngay phía sau lưng mình. Kim không biết đó là ai, chỉ biết có vẻ là một người phụ nữ với cái váy trắng nhuộm đầy máu và mái tóc xõa dài che kín khuôn mặt. Hãy cẩn thận, cẩn thận người bên cạnh. Giọng nói âm u như từ cõi âm vọng về làm Kim nổi hết da gà mà không thể cử động. Cô ta cứ như vậy thì thầm vào tai Kim. Cẩn thận, hãy cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Kim hét toáng lên rồi ngồi bật dậy, nhìn quanh căn phòng tối đen, chỉ có ánh đèn ngủ leo lét. Kim đưa tay lau mồ hôi đang rịn ra trên trán rồi khẽ vuốt ngực, cố điều hòa hơi thở. Lại là giọng nói quen thuộc của cô gái đó, chỉ khác là lần này Kim có thể nhìn thấy được cô ta. Tuy có chút giật mình, nhưng Kim không thấy quá đáng sợ. Cô cảm giác cô gái đó không phải đang hại mà đang giúp cô việc gì đó. Những lần trước cô ta cũng nhắc cô phải cẩn thận và lần này cũng thế. Rồi bất giác Kim sững người nhìn sang khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh. Toàn đâu? Rõ ràng lúc tối đi ngủ anh vẫn nằm bên cạnh cô cơ mà. Nhớ lại lời cô gái trong giấc mơ, hãy cẩn thận người bên cạnh. Rồi như nghĩ ra điều gì đó, Kim run run đứng dậy, mò mẫm từng bậc cầu thang, bước thật khẽ xuống nhà dưới. Kim hướng đôi mắt nhìn về phía căn phòng gần bếp. Bước được thêm vài bước thì cô đã đứng sững người. Từ phía căn phòng đó đang phát ra tiếng rên rỉ dâm loạn cùng tiếng thở hồng hộc quen thuộc. Kim cắn chặt môi đến rớm máu. Cô siết tay, từ từ hé mắt nhìn vào. Bên trong căn phòng mập mờ thứ ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ. Toàn và Thanh không một mảnh vải che thân, quấn lấy nhau trong cơn khát tình cuồng loạn. Sáng hôm sau, Toàn vừa bước xuống cầu thang, đã thấy Kim và Thanh ngồi ở phòng khách đợi sẵn. Không đợi Toàn lên tiếng, Kim chỉ vào chỗ trống bên cạnh Thanh, lạnh giọng. Anh ngồi xuống đó đi, em có chuyện muốn nói với hai người. Toàn cũng không nói gì thêm, lúc ngồi xuống không quên liếc sang Thanh một cái. Từ bao lâu rồi? Cái gì mà từ bao lâu? Toàn gằn giọng. Tới giờ vẫn còn muốn giấu sao? Hai người lén lút qua lại sau lưng tôi từ khi nào? Toàn quay sang Thanh thì thấy cô ta cũng đang len lén nhìn anh. Khác với suy nghĩ của Kim rằng Toàn sẽ nhẹ nhàng giải thích hay xin cô tha thứ gì đó. Nhưng không, anh ta đưa tay ôm lấy eo Thanh rồi kéo ả ta về phía mình. Biết rồi à? Vậy thì thôi, không cần giấu nữa. Anh... Thật ra tôi chán cô lắm rồi. Cái loại đàn bà vô dụng, có đứa con cũng không giữ được, lại còn không biết đẻ. Cô đã làm tròn bổn phận của người vợ bao giờ chưa? Nghe nhắc đến con, Kim lại không kiểm được nước mắt. Tim cô đau như ai đang dùng dao mà cứa. Cô biết từ ngày cô sảy thai và không có khả năng sinh con nữa, Toàn đã dần thay đổi. Nhưng cô không nghĩ đến mức tồi tệ như thế này. Kim nhìn người đàn ông trước mặt. Vẫn là chồng cô đấy thôi, nhưng sau này lại xa lạ quá. Nếu là Toàn của ngày xưa, anh sẽ biết rằng chính cô mới là người đau đớn nhất. Nếu là Toàn của ngày xưa, anh sẽ luôn bao dung, luôn yêu thương và che chở cho cô. Kim gạt nước mắt, cười lên một nụ cười chua chát nhìn về phía Thanh. Chị làm gì có lỗi với em sao Thanh? Chị là người cưu mang giúp đỡ em. Là chị cho em cái ăn cái mặc, cho em cuộc sống sung túc như hiện tại. Sao em đã đối xử với chị như vậy? Cô im đi. Cô có tư cách gì mà mắng chửi em ấy? Tôi yêu Thanh, tôi sẽ cưới cô ấy làm vợ. Còn loại cây độc không trái, gái độc không con như cô thì cút. Giấy ly hôn cứ viết sẵn để đó, tôi ký cho. Nói rồi anh ta quay sang đỡ Thanh dậy, quay phắt 180 độ, dùng chất giọng ngọt ngào dịu dàng nhất nói với cô ta. Đi thôi em, anh đưa em đi ăn cái gì ngon ngon nha. Đợi bóng hai kẻ gian phu dâm phụ kia bước ra khỏi nhà, Kim như vỡ vụn,
òa lên khóc nức nở. Còn nỗi đau nào có thể đau hơn được nữa? Chưa đầy một năm, người bạn thân nhất của Kim bị sát hại thê thảm, rồi đến đứa con tội nghiệp mà cô còn chưa kịp nhìn mặt bỏ cô đi. Sau đó thì là chồng thay lòng đổi dạ, ngoại tình với kẻ cô cứ mang giúp đỡ, yêu thương như em gái ruột thịt trong nhà. Còn có bất hạnh nào trên đời mà Kim chưa trải qua nữa cơ chứ? Kim cứ vậy mà khóc, tưởng chừng như khóc đến mù cả mắt đi. Cô úp mặt xuống hai đầu gối, vòng tay như tự ôm lấy thân thể đang tàn vỡ của mình. Kim để lại giấy ly hôn đã ký lên trên bàn, kéo vali rời đi ngay trong đêm. Sau khi khóa cổng, cô đứng rất lâu, nhìn ngắm lại căn nhà từng là tổ ấm hạnh phúc của cô và Toàn. Nhìn rất lâu, rất lâu. Thanh ngồi trước bàn trang điểm, lấy từng món trang sức kim cương, những thứ trước đây thuộc về Kim mà đeo lên người. Cô ta ngắm nghía bản thân trong gương, rồi ngửa mặt lên trời cười ha hả. Cuối cùng, tất cả cũng thuộc về tao. Cuối cùng mọi thứ cũng nằm trong tay tao. Không uổng công thời gian qua, tao đã cắn rơm cắn cỏ, phục vụ mày như một con chó Kim ạ. Thanh vỏ nát tấm ảnh Kim đang cười rất tươi được đặt trên bàn. Mắt cô ta long lên sòng sọc. Ký ức như một cuộn phim chạy xẹt ngang đầu ả. Mọi chuyện bắt đầu từ cách đây hơn một năm. Thanh đang ngồi trong quán cà phê cùng mấy thằng choai choai xăm trổ. Mồm đứa nào đứa nấy như cái bát nhang, khói cứ gọi là phì phèo. Đang lờ đễnh nhìn xung quanh thì Thanh thấy một cặp vợ chồng đang đứng phát cơm từ thiện cách chỗ cô một đoạn. Và không ai khác đó chính là Toàn và Kim. Nhìn cái cách Toàn vừa đứng che ô vừa lau mồ hôi cho Kim mà Thanh ganh tị lắm. Bởi vốn nó đi làm gái, cái nghề mà cả xã hội này khinh bỉ chà đạp. Khách của nó chỉ biết chơi cho sướng chứ đã bao giờ nó được nâng niu yêu chiều như thế. Xoay qua mấy thằng đệ, Thanh hỏi. Ê tụi mày, có đứa nào biết hai anh bà kia không? Ai? À... Hai anh bà phát cơm từ thiện đó hả? À, không có rành. Mà quen mặt lắm. Bà đó phát cơm ở đây hoài chứ gì. Bà chủ quán bưng nước cho khách đi ngang. Vô tình nghe được cuộc trò chuyện của tụi này thì nổi máu bà tám. Ngồi xà xuống, nói một hơi mà không cần đợi ai hỏi. Cái cô đó tên Kim. Trời ơi, ta nói người đâu mà vừa đẹp người lại vừa đẹp nết à? Cô làm từ thiện dữ lắm, nổi tiếng lắm đó nghe. Thanh nhìn bà ta, phà ra một hơi thuốc rồi hỏi. Vậy còn ông kia? Chồng cổ đó, tên Toàn, giám đốc công ty gì mà bán đồ gia dụng gì đó. Trẻ mà giàu lắm, mà thương vợ ta nói thương số một luôn. Ước gì lão chồng tôi được một phần mười của cậu Toàn đó. Thanh gật gù, nghe bà chủ quán luyên thuyên thêm một hồi cũng chả vào tai được bao nhiêu. Dù gì cô cũng đã nắm được một số thông tin cần thiết. Một kế hoạch hiện lên trong đầu cô ta, kế hoạch độc ác đến man dở. Rồi sau đó là Kim cứu Thanh khỏi trận đòn roi từ tên chủ tiệm bánh bao, là khi Kim mang Thanh về nhà cưu mang chăm sóc, là khi cô uống phải ly sữa có thuốc mê mà ả ta pha sẵn nhằm hại cô sảy thai, là khi Thanh hết lần này đến lần khác gạ gẫm Toàn sau lưng mà Kim không biết. Tất cả chỉ là một vở kịch do cô ta dựng lên. Chỉ vì ganh tị với hạnh phúc và sự giàu có của người khác. Không như những gì Thanh kể với Kim, quá khứ của cô ta là những chuỗi ngày tội lỗi. Đúng là bà Hoa luôn cay nghiệt, nhưng Thanh không hề cam chịu như những gì cô ta nói. Ngược lại, Thanh mới chính là người dụ dỗ cha dượng của mình, để ông ta đứng ra bảo vệ cô trước người mẹ ruột. Sau khi bị bà Hoa phát hiện mối quan hệ sai trái đó, Thanh gom hết tất cả tiền vàng ở nhà, trốn lên thành phố, rồi dấn thân vào cái nghề buôn phấn bán hương như mẹ mình khi xưa. Nào có phải cô ta sợ mất mặt với bản dân thiên hạ đâu, chỉ là cô ả chán cái chốn khỉ ho cò gáy này lắm rồi. Thanh cứ như vậy mà sống, sống một cuộc đời buông thả lẳng lơ. Mãi cho đến khi bắt gặp được Toàn và Kim thì Thanh mới nhận ra Kim có tất cả những thứ mà cô ta hằng ao ước. Một người chồng tốt và giàu có, chứ không phải những gã đàn ông đồi bại cuồng dâm, lúc nào cũng nồng nặc mùi bia rượu rồi mang cơ thể cô ta ra hành hạ. Một ngôi nhà,
một mái ấm hạnh phúc, chứ không phải là căn phòng 15 mét vuông nhồi nhét hàng chục ả đào. Một tài sản đáng giá, chứ không phải vài đồng bạc lẻ của những tên mọi dở. Thế là cô ta muốn cướp lấy nó cho bằng được, muốn cướp lấy cuộc sống vốn dĩ là của người khác. Thanh tự vuốt ve lấy khuôn mặt mình, tự nói tự cười. Không biết là tao nên khen mày tốt hay chửi mày ngu nữa kia mà. Ai đỡ lại dắt một con ất ơ, không quen không biết ngoài đường về nhà. Nếu không phải tao, thì cũng sẽ có một con rắn độc khác tìm cách luồn lách vào cái nhà này, rồi vơ vét hết mất tài sản khổng lồ đó. Dù sao, mày cũng từng xem tao như em gái. Thì thôi, chồng mày cứ để tao chăm sóc. Tiền bạc của mày cứ để con này giữ hộ cho. Tìm thấy rồi. Thanh giật mình. Trong tiếng cười ha hả của cô ta, len lỏi tiếng khúc khích của một đứa bé. Thanh quay lại phía sau, ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh. Ai đó? Cả căn phòng im lặng như tờ, tới mức Thanh có thể nghe thấy tiếng tim cô ta đang đập thình thịch. Mình nghe nhầm sao? Rõ ràng là có tiếng ai vừa nói mà. Thanh nhíu mày, nhìn ngó quanh thêm một lượt, rồi quay người lại phía bàn trang điểm. Thì hỡi ơi, bên trong gương có một thằng bé với thân hình nhão nhoét đầy máu còn nguyên dây rốn, đang bám chặt hai tay hai chân vào gương. Cái đầu nó móp méo, hai mắt đỏ quạch, cùng với cái miệng đầy răng nhọn. Nó nhìn Thanh cười lên khanh khách, miệng đến tận mang tai. Thanh té bật ngửa ra sau, hét lên ầm ĩ. Ma! Có ma! Cứu tôi với! Tìm thấy mày rồi! Còn khốn! Chính mày đã giết tao, hại mẹ tao và cướp đi cha tao! Đứa bé ma vừa nói, nó vừa ngoẹo đầu sang bên trái, rồi sang phải. Tiếng xương phát ra nghe răng rắc đến rợn người. Rồi từ trong gương, cái đầu nó chậm chậm thò ra ngoài. Sau đó là cả tay và chân, kéo theo cái dây rốn dài lòng thòng. Thanh hốt hoảng hét toáng lên, lùi từng bước khó khăn về phía cửa. Cút đi! Đồ quái vật! Đồ ma quỷ! Thằng bé ma dần dần bò về phía Thanh. Nó vẫn há ra cái miệng mà cười lên khanh khách. Rồi đột nhiên, ở trong miệng nó, máu nhớt đen đặc trào ra chảy khắp sàn, bốc lên một mùi hôi thối đến lợm giọng. Sao mày lại hại chết tao? Sao mày lại giết tao? Trả mạng lại cho tao! Nó thét lên, âm thanh khản đặc vang vọng cả căn nhà. Mắt nó trào ra hai dòng máu đỏ tươi. Tránh ra tao ra! Tránh ra tao ra! Thanh, em sao vậy? Bình tĩnh lại đi! Tránh ra tao ra! Đồ quái vật! Cút đi! Thanh, mở mắt ra! Là anh đây! Cảm nhận được đôi bàn tay ai đó đang lay mạnh vai mình, Thanh từ từ hé mắt thì thấy Toàn đang ở trước mặt, nhìn cô với đôi mắt đỏ đục ngầu đầy hoang mang. Anh Hà! Anh đây! Em làm sao thế? Sao lại bỏ lê bỏ lết giữa nhà vậy? Thanh không vội trả lời Toàn, cô ta quay lại phía bàn trang điểm. Không có ai ở đó cả. Sàn nhà vẫn sạch bóng, tất cả biến mất như chưa từng có gì xuất hiện. Toàn đưa tay vén lại mái tóc đang rối bù của Thanh, lo lắng hỏi. Em có sao không? Có chuyện gì vậy? Em không sao. Em gặp ác mộng thôi. Thôi được rồi, để anh đỡ em lên giường nghỉ ngơi. Thanh ở trên giường, nằm trọn trong vòng tay Toàn, nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn về góc phòng phía bàn trang điểm. À ta biết rõ những gì mình vừa gặp không phải là mơ, mà là nó, đứa con của Kim mà à ta hại chết, đang quay trở về báo thù. Kim, dậy đi, Kim. Kim nghe tiếng gọi khẽ bên tai, liền mơ màng mở mắt. Vì chưa quen với bóng tối nên cô chỉ thấy một bóng trắng mập mờ đang đứng phía dưới chân giường. Ai đó? Kim nhắm mắt cố nhìn cho kỹ người kia, rồi cô hoảng hốt ngồi bật dậy. Thi? Là Thi đúng không? Kim, bình tĩnh. Tao biết sẽ làm mày hoảng sợ khi để mày nhìn thấy tao trong bộ dạng gớm ghiếc như này. Nhưng hãy nghe tao nói. Kim nhìn thấy Thi cả người đẫm máu, tay chân lặc lìa nối với thân thể bằng những vết khâu chằng chịt
thì thương bạn mà òa lên khóc nức nở. Cô không sợ, làm sao cô có thể sợ được? Đó là Thi, người bạn thân nhất của cô đây mà. Kim, nghe tao nói đây. Thanh là một con đàn bà độc ác. Nó lợi dụng lòng tốt của mày để hòng cướp lấy tất cả những gì mà mày đang có. Là nó thuê người vờ đánh nó trước mặt để mày thương xót đưa nó về nhà. Gia cảnh nghèo khó cũng là nó bịa ra để được mày giữ lại. Kim trợn tròn mắt. Cô vẫn chưa thể nào tiêu hóa nổi mớ thông tin mà Thi vừa mang lại. Vốn dĩ cô chỉ nghĩ Thanh là người lẳng lơ, thích cướp chồng người khác. Đâu ngờ sự thật lại vượt quá sức tưởng tượng của cô như vậy. Hóa ra tất cả chỉ là một vở kịch của con ả ác phụ đấy dựng lên rồi đợi đưa Kim vào chồng. Lúc này Kim lại tự trách bản thân. Sao có thể ngu dại như thế, để rồi phải đánh đổi bằng hạnh phúc của cả cuộc đời mình. Nó năm lần bảy lượt ve vãn toàn sau lưng mày mà mày không biết. Kim im lặng, nhớ lại khoảng thời gian trước, có lần Toàn đã nói nhỏ với cô về việc Thanh cứ hay đụng chạm vào người anh, lại còn hay nhắn tin riêng cho anh để nhờ mấy chuyện vặt vãnh. Lúc ấy Kim chỉ cười xòa, nghĩ rằng Thanh mới lên thành phố còn vụng về và chưa hiểu biết gì. Cô còn trách Toàn nghĩ nhiều, bảo anh sau này nên giúp đỡ con bé nhiều hơn. Tao sai rồi, Thi ơi, là tao tin nhầm người, là tao đặt lòng tốt vào con ác phụ lòng lang dạ sói đó, là tao hại gia đình tao tan nát. Thi đứng đó nhìn người bạn của mình đang dằn vặt trong đau đớn, nhưng dù có thế nào Thi nhất định phải nói ra, nếu không tai họa sẽ ngay lập tức đổ ập xuống một lần nữa. Kim, tao xin lỗi vì không bảo vệ được cho mày, không bảo vệ được đứa bé trong bụng mày. Tao biết Thanh nó sẽ hại chết con mày cho bằng được, nên tao đã nhiều lần nói với mày hãy cẩn thận. Vậy sao cô gái đó là mày sao? Sao mày chỉ để tao nghe thấy mà không chịu về gặp tao? Tao không vào được nhà mày, nên chỉ biết đứng ở ngoài, dùng chút linh lực ít ỏi để cảnh báo cho mày biết. Nhưng tiếc là vẫn không giúp được gì cho mày. Hôm đó Thanh đã bỏ thuốc mê liều mạnh vào sữa của mày để mày phải té cầu thang. Tuy nhiên lúc đó đứa bé vẫn chưa bị sao cả. Chính cô ta đã dùng tay đè mạnh vào bụng mày, cho đến khi máu huyết của mày từ thân dưới tuôn ra xối xả thì mới dừng tay. Vì nó sợ mày chết, nó sẽ không tránh khỏi liên quan. Kim lại nức nghẹn lên. Cô đau đớn tiếc thương cho đứa con bé bỏng của mình đã bị người đàn bà độc ác giết hại một cách dã man như thế. Thi mím môi rồi tiếp. Toàn lúc nào cũng yêu thương mày, nó không ve vãn gì được nên mới hại chết con mày, làm cho Toàn rơi vào tuyệt vọng, rồi lợi dụng lúc Toàn suy sụp thần kinh yếu, Thanh đã đi làm bùa yêu. Đó là lý do vì sao Toàn lại thay đổi 180 độ, quay ngoắt sang si mê cung phụng nó mà đánh đập bỏ rơi mày. Tao phải nói ra vì tao biết mày và Toàn yêu thương nhau nhiều lắm, và để mày biết Toàn cũng bị ả ta hại. Tất cả đều là nạn nhân, là con cờ trong tay cô ta thôi. Cô ta sẽ... Câu nói bị bỏ lửng, oan hồn Thi ngày càng mờ nhạt. Cô im lặng trong vài giây rồi thét lên. Mau, mau trở về nhà ngay đi. Thằng bé hóa quỷ rồi, nếu không nhanh, nó sẽ giết luôn cả Toàn mất. Cùng lúc đó, bên phía căn biệt thự sang trọng, nơi từng là mái ấm của một gia đình nhỏ hạnh phúc, Thanh đang say ngủ trong vòng tay Toàn thì đột nhiên cô ta thấy có vật gì đó chạm vào chân mình ươn ướt. Thanh hơi giỡn người ngó xuống. Trong ánh sáng mập mờ của chiếc đèn ngủ, một thân người nhỏ xíu nhơ nhuốc máu đang nằm cuộn tròn ở đấy. Khi mắt đã thích nghi dần, Thanh mới hốt hoảng nhận ra là con quỷ nhi hôm trước. Nó đang nằm đó lè cái lưỡi dài ngoằng đầy gai nhọn liếm lên chân cô ta. Thanh hốt hoảng rụt chân ngồi bật dậy, lay mạnh người Toàn. Anh Toàn, dậy đi, cứu em, cứu em. Toàn đang ngủ bị gọi dậy có hơi bực mình. Sao vậy? Nửa đêm rồi, xem còn chưa ngủ đi. Anh Toàn, có ma. Toàn dụi mắt nhìn về phía tay Thanh đang chỉ. Nơi cuối giường là một cái thai đang còn nguyên dây rốn, máu me be bét với cái đầu méo mó dị dạng. Toàn tỉnh cả ngủ ôm Thanh lùi lại phía sau. Thứ quỷ quái gì vậy?
Con quỷ nhi há cái miệng đầy máu và nhớt đen ngòm, cười lên sằng sặc nhìn Toàn. Ba à, là con đây, là con trai của ba đây. Sao ba lại nhìn con bằng ánh mắt ghê tởm đó? Ba luôn yêu thương và mong chờ ngày con chào đời kia mà. Mày là quỷ, mày không phải là người, càng không phải là con tao. Nghe thế vậy, nó càng cười lớn hơn. Mỗi chàng cười nhớt nhãi trong miệng nó lại trào ra ỏng ọc. Nó chỉ tay về phía Thanh, gào lên trong đau đớn. Là nó hại mẹ tôi, là nó tự tay giết chết tôi. Ông nhìn đi, nhìn thân thể tôi đi. Cả cái đầu móp méo không lành lặn này là do nó dùng tay đè chết tôi khi tôi còn đang thoi thóp trong bụng mẹ. Thanh ôm cứng lấy tay Toàn, lắc lắc đầu. Không, không phải em đâu. Nó muốn giết hai đứa mình đó. Chạy, chạy nhanh đi anh. Mày muốn chạy sao? Lại độc ác như mày còn không xứng đáng xuống địa ngục. Trả mạng đi. Nói dứt câu, nó thè cái lưỡi quấn lấy chân Thanh, kéo cô ta lôi sành sạch xuống tầng. Toàn đưa tay muốn kéo Thanh lại nhưng không kịp, liền chạy vội theo phía sau. Đầu Thanh đập vào từng bậc cầu thang đau điếng, cô ta chỉ biết la hét trong vô vọng. Rồi cả thân người Thanh bị nâng lên, dính lên trên trần nhà trong sự sợ hãi của Toàn. Anh run rẩy rồi ngồi thụp xuống, tay chân cứng đờ không thể nhúc nhích. Cả thân thể Thanh đập mạnh xuống nền gạch, trán cô ta bắt đầu rỉ máu. Người Thanh cứ nâng lên cao rồi lại đập xuống đất từng đợt, từng đợt. Đầu nứt toác, máu bắt đầu tuôn ra ảo ạt. Tay chân Thanh lặc lìa như con rối đứt dây, cô ta rên rỉ đau đớn cầu xin trong tuyệt vọng. Tha cho tôi, làm ơn, tha mạng. Tha à? Mày không đáng nhận được bất cứ sự khoan dung nào nữa đâu, còn khốn, chết đi. Lại dầm một tiếng, chiếc đèn chùm trong nhà rơi thẳng xuống, đầu Thanh như quả dưa hấu nứt toác, nổ tung, văng vãi đầy những thứ máu lẫn với dịch trắng nhảy nhụa. Thanh chết với cơ thể nát bấy, như cái cách cô ta cố đẻ nát cái thai trong bụng Kim. Toàn chứng kiến toàn bộ thảm cảnh trước mặt mà không ngừng nôn ọe. Rồi đột nhiên đầu anh ta đau như búa bổ, mắt hoa lên, chẳng nhìn thấy gì ngoài một màn xương dày đặc. Một lúc sau Toàn từ từ đứng dậy. Lúc này anh không chỉ lấy được thị lực mà còn tìm lại được thần thức của mình. Thanh chết rồi, thứ bùa yêu khốn kiếp mà cô ta yểm vào người Toàn cũng được hóa giải. Toàn nhìn đứa con không còn nhân dạng của mình trước mặt mà rơi nước mắt. Anh từ từ tiến về phía nó thì đột nhiên có một lực thật mạnh kéo anh về phía sau, đập người vào thành cầu thang. Toàn ôm lấy đầu trong đau đớn. Quỷ nhi nhìn về phía Toàn bằng con mắt sắc lẹm chứa đầy oán hận. Đó là cha nó, nhưng cũng là người đã bỏ rơi mẹ nó, làm khổ mẹ nó. Nó thương mẹ, nó hận cha, hận ông theo người phụ nữ khác mà vứt bỏ mẹ con nó không thương tiếc. Toàn quẹt đi dòng máu nóng hổi đang chảy từ đầu mình chảy xuống. Anh cố ngồi gượng dậy, dựa vào cầu thang, nhìn nó mỉm cười. Con nói đúng, là ba có lỗi với mẹ con. Là ba ngu muội làm tổn thương mẹ. Là ba vô dụng, không bảo vệ được cho con. Ông nghe được tiếng lòng của tôi sao? Toàn cười hiền lắc đầu. Vì ta là ba của con, ta hiểu con và biết con đang nghĩ gì, cũng như cảm thấy thế nào. Ba là kẻ mang trong mình tội phản bội vợ và mưu sát con. Nếu còn sống cũng phải sống trong dằn vặt cả đời. Chỉ bằng con giết ta đi, sống đó con có chấp nhận cho ta thêm một cơ hội làm ba của con nữa không? Đừng nhiều lời, muốn chết tôi trọng tài nguyện. Đôi bàn tay nhỏ xíu của quỷ nhi từ đâu mọc ra những cái móng dài ngoằng sắc nhọn như dao găm. Nó lao về phía Toàn, nhằm vào phía ngực trái mà đâm. Toàn nhắm mắt, dang rộng vòng tay vừa để chào đón cái chết, vừa như muốn ôm lấy thân người đứa con đáng thương của anh lần cuối. An Bình, dừng lại! Tiếng thét làm cho quỷ nhi sững lại. Kim lao đến đứng chắn trước mặt Toàn, cô nức nở khóc. Dừng lại đi con, đây là ba của con, là chồng của mẹ, chúng ta là một gia đình. Mẹ, là mẹ,
là mẹ đây. Mẹ là mẹ của con, còn đây là ba của con. Con tên là An Bình, mẹ đã đặt tên cho con như thế, con nhớ không? Mẹ, dừng lại đi con. Oan oan tương báo bao giờ mới hết. Kẻ có tội cũng đã phải trả giá rồi. Ba con là bị người ta hại, con đừng hận ba có được không? Quỷ Nhi thu tay lại, nó đứng ngẩn người ra. Nó nhìn Toàn rồi nhớ lại ngày trước hình ảnh Toàn vui mừng khôn xiết khi nghe tin Kim mang thai. Hình ảnh Toàn nâng niu chăm sóc Kim từng ly từng tí. Hình ảnh một người đàn ông hiền lành xoa bụng vợ mỗi tối và chăm chỉ tâm sự khi cậu còn là một cái bào thai nhỏ xíu. Giọng nói quen thuộc của Toàn vang lên bên tai nó. Con trai ngoan, đừng đạp mẹ, mẹ đau đó nha. Con trai của bà hôm nay thấy thế nào? Sớm thò cái mặt ra cho bà đỡ mong đi nhé. Nhóc con của bà, đợi con ra đời, bà nhất định sẽ dành hết tất cả mọi điều tốt đẹp trên thế gian này cho con. À không, chia cho con phân nửa, nửa còn lại là của vợ bà đấy nhé. Con trai, ba yêu con. Một giọt nước mắt đỏ tươi rơi xuống, cơ thể Quỷ Nhi lúc này ngay lập tức biến đổi, không còn gớm ghiếc như trước nữa. Nó khóc nức lên trong hai hàng huyết lệ lao về phía vòng tay Kim. Ba, mẹ. Kim ôm lấy con, xoa lấy cái đầu móp méo của nó mà vừa khóc vừa cười. Toàn phía sau cũng ngồi dậy, ôm chặt lấy hai mẹ con trong vòng tay cứng cỏi của mình mà không ngăn được nước mắt. Cuối cùng cả nhà cũng đã có cho mình những giây phút thật bình yên. Toàn và Kim gửi An Bình lên chùa tu tập để sớm được đầu thai. Tiện thể, hai người cũng ghé đốt cho Thi nén nhang. Từ hôm xảy ra vụ việc đến nay, Kim không mơ thấy Thi thêm lần nào nữa. Có lẽ Thi đã đi về nơi có ánh sáng và có cho mình một cuộc đời mới hạnh phúc hơn rồi. Vụ việc của Thanh được kết luận là tai nạn. Toàn và Kim cũng bán luôn căn nhà ấy, dùng phân nửa số tiền quyên góp cho quỹ tim bẩm sinh của Bệnh viện Nhi, rồi mua một căn nhà bé bé ở ngoại thành, cùng nhau sống trọn vẹn nửa đời còn lại. Dạo này hình như em ăn nhiều hơn hả? Thấy cũng có da có thịt hơn trước đó. Kim buông đũa, chống cằm nhìn Toàn cười cười. Dĩ nhiên là phải ăn cho thật nhiều rồi. Em ăn cho cả con của mình nữa. Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh, ủng hộ cho Đình Tổng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi và 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio, chúng ta hãy truy cập vào ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện, từ chuyện ma đến chuyện tâm lý xã hội, ngôn tình, chuyện trinh thám để phục vụ cho quý vị. Và còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình ngày hôm nay cũng đã dừng lại tại đây. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình đọc truyện 20 giờ tối ngày mai. Thân mến chào tạm biệt.